là chốt cho em mã 15 nha. Má 15 cho em này, 14 15 kg mang vừa má 15 ạ. Quần này chẳng sao luôn nha các bạn nha. Quần này chẳng sao hết luôn. Quần này sao cho bạn nào mà tầm 12 kg mang vừa cho em nha. 12 kg mang vừa cái quần này cho em này. Có cái quần này hai mặt à? Hay đây mình ngược mặt trái. Có chẳng hiểu cái quần này nó kiểu gì luôn, nó mặc hai mặt thế thế nào, mặt chẳng biết mặt nào mặt đấy. Chị vừa vứt ra rồi á. Thế à? Má 15 này, 15 của chị Nga Nguyễn nha, 15 của chị Nga Nguyễn. Quần này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 11 cân quay đầu cho em má đen nha, 11 ký mang vừa má đen cho em này. Chị Nga Nguyễn 10.000 này. Vâng, hôm nay em like một cái thôi. Like một cái thôi. Một cái áo Superman cho con này các bạn này, áo nhung Superman. Áo nhung suối phụ à, Superman cho con. Cái này là nó bẩn ở chỗ phần cổ sơ mi này nhá các bạn. Phần sơ mi thôi, còn những cái chỗ khác thì không làm sao hết luôn nha các bạn. Rất mới luôn, chỉ bẩn ở chỗ cổ thôi. 18 kg, 19 kg mang vừa con này cho em má đỏ. 18, 19 kg mang vừa má đỏ cho em này. Má đen chốt cho chị Thanh Ly nha. Ai có đơn là ngày mai em sẽ đi đơn hết, không đi một người nào hết nha. Bất kể một bạn nào nha. Thanh Ly này. Ngày mai em đi hết nha, không đi đâu. Con này chẳng sao luôn nha các bạn nha. Con này chẳng làm sao hết nha các bạn nha. Con này là size cho bạn nào mà tầm 18 19 kg mang vừa má bi cho em. 18 19 kg mang vừa má bi cho em này. Má đỏ cho chị Nga Nguyễn này. Đỏ của chị Nga Nguyễn nha. Nga Nguyễn này. Quần này cũng chẳng sao luôn nha. Cái đấy ai được cái áo con Mickey hay là nó cũng là quần nhỉ? Hình như cái này em cũng nay nó là cái quần con chuột này đúng không? Má bi nha, bi của chị Điện nha. Bi của chị Điện này. Con này size 15 16 kg mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt cho em má chuột. Những cái này nó không sao hết, cái nào lỗi là em sẽ nói cho luôn. Ai ưng thì lấy thôi. Cả cả 10.000 ai ưng thì lấy. Em lên chốt mà không thấy em mà má gì đấy? Trần Ngân. Ờ đúng rồi, Trần Ngân má đỏ. Xin lỗi sorry nha. Ờ Trần Ngân má đỏ trước. Trần Ngân má đỏ trước nha, chị xin lỗi nha. Của Trần Ngân, Trần Ngân lên trước, chị Nga Nguyễn lên sau. Comment nó trôi nhanh. Má bi này có ai đây nhỉ? Bi của chị Điện nha. Bi của chị Điện này. Con này má chuột nhá, ai lấy thì comment má chuột cho em, không sao hết, không lỗi gì hết nha. Má chuột của chị gái quê 10.000, giờ là đồng giá 10.000 nha các bạn nha, đồng giá 10.000 nha. Của chị gái quê này. Tại vì em 10.000 nhưng em vẫn sẽ báo lỗi cho mọi người, ai ưng thì chốt nha, ai ưng thì chốt. Quần xám này hình như hôm qua, chưa lấy bà nào chốt một cái áo khoác xám nhỉ. Em bây giờ không nhớ luôn ấy, trưa nay em nhớ là có một bạn chốt một cái áo khoác xám. Đây nó có cái quần xám đây này. Nó có cái quần xám đây nha các bạn nhé. Sáng nay trưa nay có một bạn khoác chốt một cái áo khoác xám đấy. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 11 kg quay đầu cho em nha. 11 kg quay đầu cho em này. Bạn nào lấy con này chốt cho em má gấu nha. Không sao hết nha các bạn nha. Không sao hết cho em má gấu này. Quần này cũng thế luôn này, nó chẳng sao luôn này. Chẳng sao luôn. Con này là size cho bạn nào mà 8 cân quay đầu cho em. Mà nào lấy cái này chốt cho em má 8 nha. 8 kg quay đầu má 8 cho em nha. Má 8 ạ. Má gấu nha, gấu cho Nguyễn Tâm này. Gấu cho Nguyễn Tâm nha. Má số 8 ạ. Một cái áo cổ sơ mi cho em nha các bạn nha. Những cái áo cổ sơ mi này nó hay bị bẩn một xíu ở cổ nha các bạn nha. Chứ áo nó chẳng sao cả luôn. Áo không sao hết, chỉ bẩn tí cổ thôi. 18-20 cân nha. 18-20 cân mang vừa con này cho em. Mà nào lấy con này nha, chốt sơ mi cho em. 18-20 ký mang vừa má sơ mi. Má xám em hết rồi nha các chị ơi. Má xám em hết rồi, con này là má xanh. Con 8-9 ký này là con 6-7-8 cân này là má xanh cho em nha. 6-7-8 cân là má xanh. Gấu em sau. Gấu em sau nha. Gấu Nguyễn Tâm lên đầu tiên. Em sau. Sơ mi cho Trần Ngân. Sơ mi Trần Ngân nha. Con này cũng không sao hết luôn nha. Mới keng luôn.
Con này size cho bạn nào mà tầm 16 cân mang vừa con này cho em, má sọc cho em mới tinh không sao hết cho em nha các bạn nha. Má sọc cho em này. Má số 8, số 8 là cái gì nhỉ? Số 8 này của chị gái quê này. Gái quê đúng thì ok cho em nha. Sọc, sọc, sọc lại cho Ngân này. Sọc cho Trần Ngân nha. Con này size lớn 22 cân này. Con này size cho bạn nào mà tầm 22 đến 25 kg mang vừa cho em không sao hết. Bạn nào lấy con này chốt má 25 cho em nha. Má 25 cho em ạ. Em là má số 8 đúng không? Má số 8 là của chị gái quê lên trước đấy chị ơi. Rồi ok chị. Rồi 25 của chị Nga Nguyễn Ngọc Mai lên sau. Không sao nha các bạn nhé. Con này là size cho bạn làm mà khoảng độ tầm 22 cho đến 24 ký mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má vằn 22 24 ký mang vừa má vằn cho em nha, má số 8 này. Má chuột này. Ờ đúng rồi rồi. Má số 8 là của bà Xâm Lực lên trước. Số 8 của Xâm Lực lên trước nha. Đúng rồi, chỉ trong khi rồi má vằn 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 của chị Nga Nguyễn. Vằn của chị Nga Nguyễn đây này, con này mới cứng như thế này mà chẳng lấy này. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 6-7-8 kg mang vừa má hồng cho em này. 6-7-8 kg mang vừa má hồng có đồng giá 10.000 thôi, chốt đi. Chốt nhanh còn kịp. Không lại hết bây giờ. Rồi con sơ mi cho bé này. Cổ sơ mi 15-16 kg cho em nha. 15-16 kg mang vừa má sao cho em nha. Đồng giá 10.000 bây giờ đó nha các bạn nha. Đồng giá 10.000 má sao cho em ạ. Một cái quần con Mickey size 101 cho em. Con này form 18-20 kg nha. 18-20 kg mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má đỏ nha. 18-20 kg mang vừa má đỏ cho em ạ. Má hồng nha. Má hồng này. Hồng, hồng. Hồng của chị gái quê lên đầu này. Hồng của chị gái quê. Lại hồng chốt chứ. Có thấy má của bà này đâu nhỉ. Má vằn này. Má vằn này. Chị này không đẩy má nha. Chị Ngọc Mai ơi, không đẩy mã hồng rồi. Mã hồng này có mỗi bà, có mỗi chị gái quê đẩy mã thôi, không một người nào đẩy mã hồng luôn nha. Không một người nào đẩy mã hồng. Rồi mã đỏ này. Không phải bác đồ cá nhân đâu bạn ơi, tớ bán hàng thùng nha, tớ bán hàng si. Đỏ của chị Nga Nguyễn. Tớ bán hàng si nha bạn ơi. Ôi trời ơi, cái quần này mới nguyên còn chưa có mặc luôn, cái cạp mới di luôn. 10.000 một giờ chỉ còn 10.000 thôi. Thế sao cái máy này của chị nó lại không lấy nhỉ, mất dạy đấy nhỉ. Thôi có một cái rồi bà Ngọc Mai kia bà mang đi cho thôi mà. Đấy đến này chốt con này là của ai đấy. Đấy đầu thế chứ này. Má đỏ này của ai đây. Má đỏ của chị Nga Nguyễn. Má đỏ của chị Nga Nguyễn nha. Thế còn con gì nữa không đấy. Ôi trời ơi, con này mới nguyên luôn này. Các bạn này, con beo này mới cứng luôn. Mà cái này chứa like đến này. Nó đính kim sa, à đính những cái hạt đá lên cái hình mặt con khỉ này nhá. Cái này mới nguyên luôn, chưa có mặc luôn. Con này size cho bé 14 kg mang vừa. Ai lấy cái này chốt má 14 cho em nha. Má 14 cho em, tớ ở Bắc Linh nha. Má 14 cho em. Má 14 ạ, cái này mới di chưa có mặc nha. Con này có một chấm bẩn nhỏ đây, về vò lại nha. Một chấm bẩn nhỏ về vò lại này, 8 kg nha. 8 đến 10 kg mang vừa cái quần này cho em. Ai lấy con này chốt má gấu nha. 8 đến 10 kg mang vừa má gấu cho em ạ. Má gấu, má 14 của bà
14, 14, 14, 14, 14, đã dài. 14 là chị Châu Mai lên đầu tiên, heo thứ hai nha, Mùi Hồng thứ ba, Châu Mai lên đầu tiên. Chị Châu Mai lên đầu tiên nha các bạn ơi. Má gấu và Ngọc Linh nha, gấu và Ngọc Linh. Con này sắn gấu như thế này, là sắn gấu nó ra cái hình vàng vàng, hình chấm bi ở đây vàng vàng nha các bạn nha. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 8-10 cân nha. 8-10 cân mang vừa con này cho em, mà nào lấy con này nha, chốt cho em mã thỏ ạ. 8-10 ký mang vừa mã thỏ cho em nha. Mà này chẳng sao hết luôn này. Con này sai cho bạn nào mà tầm 14-15 ký mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em mã sơ mi nha. 14-15 ký mang vừa mã sơ mi cho em ạ. À, mã nhòe là mã gì? Chốt mãi không được. Ê cái con gấu này nó hơi bẩn rồi đấy. Ờ đúng rồi, con này nhắc bẩn rồi đúng không? Ôi con này tặng luôn. Con này nữa cơ, về phải vò lại nhá. Cái này tặng nhá, tặng. Con này mã thỏ đúng không? Má thỏ này, má thỏ là tặng của chị gái quê nha. Chị gái quê lên má thỏ trước này, tặng cho chị gái quê nha. Tặng của chị gái quê này. Sơ mi nha, sơ mi của chị Nga Nguyễn này. Sơ mi của chị Nga Nguyễn nha. Sơ mi của chị Nga Nguyễn ạ. Rồi cái áo này á, siêu mới luôn cho các bạn luôn nha. Áo này như em còn chưa sờ đến luôn đấy. Đúng thật rồi, mới cứng luôn. Mới nguyên luôn nha các bạn nha. Con này mới chất thích dã man luôn. 18 kg quay đầu cho em. Con này chất bao thích luôn. 18 kg quay đầu cho em mới nguyên. Ai lấy con này chốt má 18 cho em. Chốt má 18 cho em. Con này mới nguyên chưa có mặc đâu. Con này ấy, nó bị sứt giảm chỉ đường mách này, về máy lại là được nha. Về máy lại là được. 17 cân quay đầu cho em. Ai lấy cái này chốt cho em má mỡ. Má mỡ cho em, má 18 này. 18 nha. Giờ 10.000 chị ơi. Giờ 10.000, còn ít em sell lốt 10.000. Đơn của chị chưa đi đâu, chưa có chốt. Chưa có chốt đâu. 18 của Trần Ngân, đơn đầu tiên ngang Nguyễn thứ hai, Đào Nguyên thứ ba nha. Hôm nay là em chưa đi đơn ai đâu. Tại vì em muốn gom lốt buổi tối ngày hôm nay rồi, em cho các bà đi. Má mỡ Trần Ngân nha. Em muốn gom lốt buổi tối ngày hôm nay, sau bắt đầu em mới chốt cho mọi người, xong là đi luôn, chứ không thì chốt cho các bạn từ chiều, cho các bạn đi từ chiều rồi ấy, thì buổi tối này lại xả một lần nữa ấy, thì sau các bạn sẽ không thể đi, không đủ đơn này không đi được. Là cái thứ nhất, mà có đi được thì các bạn lại mất hai lần phí. Thế nên ra em muốn tiết kiệm phí cho các bạn một lần thôi. Thế nên là em mới để buổi tối ngày hôm nay chốt xong mới đi đơn. Mỗi này của ai nhỉ? Trần Ngân. Nói nhiều xong phí quên xử luôn. Khổ thế chứ lại. Một cái áo beo này. Con áo beo này nó bị dính cái lến ở đây. Về các bạn rút ra nha, cái keo lến ấy. Nó dính, người ta dính cái lơ ở đây, nhưng chắc cái lơ người ta bong ra rồi. Về các bạn lấy cái kéo, các bạn cắt cái keo lến này đi là được nhá. Coi như là không có cái lơ ở chỗ cổ này là được. Nó không rách đâu, cắt đi là được. 22 cân, 24 cân mang vừa con này cho em. 22 cân thôi. 22 ký mang vừa con này cho em, rộng rãi thoải mái này. Và nó lấy cái này chốt cho em má beo nha. Má beo cho em ạ. À, quần này Đại Hàn không nói chất dép nha các bà nha. Cái cạp hơi bẩn xíu thôi. Cái cạp này hơi bẩn một tí xíu thôi. 11 kg quay đầu, ai lấy cái này chốt cho em má mèo. 11 kg quay đầu má mèo cho em. Má mèo cho em nha. Vẫn còn mà hốt đi. Má beo nha, má beo của Hằng Vũ này. Má beo cho Hằng Vũ nha. Hằng Vũ 10.000 này. Má mèo Mộc An. Mèo Mộc An lên đầu tiên nha. Mèo Mộc An này. Mèo của Mộc An ạ. Cái quần này là size cho bạn nào mà tầm 11 kg. Quần này mỏng nha các bạn nhá, nhung mỏng thôi. 11 kg mang vừa, quần này cho bé trai. 11 kg
ký mang vừa má 11 cho em ạ. Ôi dồi ôi, quần này mới này. Cái này nhá, cái quần nhung này là cho bé nào mà khoảng độ tầm 15 cân nha các bạn nhá. Quần nhung này cho bé 15. Này chốt cho em má sọc đen nha, má sọc đen cho em. Ơ mèo là gì? Ơ mèo gì? Mèo nào? Mèo nhá, Mộc An lên đầu tiên, Trần Ngân thứ hai, Nhím Nhi thứ ba nha, Ngọc Linh thứ tư nha, mấy bà kia sau không đọc nữa nha. Má 11 của chị Châu Mai nha. Mờ chắc giờ mạng với em ơi, mấy hôm nay mưa gió bão bùng thế này mà. Cái này là của ai nhỉ? Của chị Châu Mai. Châu Mai này, sọc đen này. Sọc đen này. Sọc đen Ngọc Linh lên đầu tiên, Trần Ngân thứ hai, Nga Nguyễn thứ ba nha. Ngọc Linh lên đầu tiên. Quần này mặc siêu thích luôn cho em nha các bạn nha. Quần này mặc thích lắm, nó là mỏng nhá. Đó là nhung mỏng cho em, nỉ nhung. Cái này là lỉ nha các bạn nha, cái này là chất lỉ. Mỏng vừa tầm mặc vừa phải cho em. Con này size cho bé 13 cân mang vừa. Ai lấy cái này chốt kỹ cho em. 13 ký mang vừa má kỹ cho em. Không lỗi lầm gì hết đâu, con này cực đẹp luôn. Đây này, con này đẹp rất là đẹp. Mà cái chữ nó hơi bị dạn đây này, phí hơi phí. Con này mặc ấm lắm luôn. Cái mắt này của nó nha các bạn, hơi dạn này. Các bạn kéo ra này mới thấy dạn nha. Còn đã thả không như này là không có thấy nha các bạn nha. Con này là size cho bạn nào 10 cân quay đầu cho em. Ai lấy con này chốt cho em má mèo. 10 cân quay đầu má mèo cho em. Quần này đại hàn không nói chết xét đâu, rất ấm luôn. Má kỹ này. Khỉ nha, khỉ của chị Nga Nguyễn lên trước này. Nga Nguyễn này. Con này má mèo à? Mèo của Linh Chi nha. Mèo của Linh Chi. Quần hồng này không làm sao hết nha các bạn nha. Nó chẳng làm sao hết, nó có hai cái túi ấy. Hai cái túi hai bên ria này nha các bạn nha. Nó chẳng sao hết. Quần này mặc sấn gấu được. 11, 12 cân. 11 mèo. Bạn nào lấy con này chốt cho em má túi mới cứng luôn, không sao hết luôn các bạn nha. Má túi cho em này. Rồi quần này cũng không sao hết luôn các bạn nha. Ôi, quần này đẹp quá nhỉ. Chẳng nghe để cháu cái luôn mà nó được mấy cái rồi không biết. 1 2 3 4 5 6 cái. Nó mới được có 6 cái. Má túi nha. Má túi này. Rồi má túi này của chị Linh Chi lên trước này. Quần này là size cho bạn nào mà tầm 8 cân quay đầu cho em. 6, 7, 8 cân mai quay đầu. Ai lấy cái này chốt cho em má số 8. Chốt má số 8 cho em. Má túi hết rồi nha. Quần này á, chất mỏng nha. Chất mỏng cho em. Cái này là nhung mỏng cho em. 14-15kg mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má dâu. Má dâu cho em, nó thêu quả dâu ở đây nha. Má dâu cho em này. Số 8 của chị Nga Nguyễn nha. Mai mà nào dù ít dù nhiều là đi đâu hết nha các bạn nha. Ai không xem like nữa là phải thoát ra inbox nha. Cho Ngọc Linh. Đừng dám ngồi chung ngứa mắt đâu. Ngọc Linh hết Ngọc hết rồi nha các bạn ơi. Quần này cho bé này, kiểm tra lỗi đấy nha. Không sao hết nha. Quần này mới nguyên không làm sao hết. Quần này là size cho bạn nào mà tầm 13kg mang vừa. Ai lấy cái này chốt má 13 cho em. Không làm sao hết nha các bạn nha. Má 13 cho em này. Con này chẳng sao cả nha. Con gà này không sao hết luôn này. Con gà này sai cho bạn nào quay đầu má gà cho em. 11 cân má gà. Ừ của em phải một túi to rồi. Tại vì cái lỉ nhung này là lồng phồng lắm. Thực ra nó rất là nhẹ nhưng mà lồng phồng. Như nếu mà bạn nào thì cái chất này là em bảo cái chất này nó là cái chất nhẹ này. Ví dụ như cái quần em đang cầm trên tay này chỉ được một lạng thôi chẳng hạn. Thế nhưng mà cái quần con lấy có một cái quần có cái sọc ở viền hai bên ria, sọc đen bên ria này. Bà nào mà chốt vào Ngọc Linh hình như bà vừa chốt vào cái quần đấy. Cái quần đấy sẽ là chất lặng. Còn những cái loại bông như này chỉ được một lạng, nó rất là nhẹ luôn, nhẹ như gấu bông ấy. Nhẹ lắm. Tổng cái mã gì rồi nhỉ? Đấy lại mãi nói quên phát quên sự luôn này. Mã 13.
13 là của ai không biết đây không biết. 13, 13, 13 của Mai Hanna nha. 13 của Mai Hanna. À đấy, bây giờ mới nhìn thấy cái vết bẩn về dập cho chị nhá, nó là hình ngôi sao. Một vết bẩn này là hình ngôi sao về dập lại có 10.000 cái tha hồ cho con mặc ấm. Ai nhỉ? Mai Hanna. Quá rẻ luôn, các bạn mua hàng của em rẻ. 13 mét rồi nha, má gà. Gà, gà của Ngọc Linh này. Gà của Ngọc Linh, bà nhím nhi sau này. Bà Ngọc Linh này, à bà nhím nhi này, bà này chẳng chốt được cái nào từ lấy đến giờ nhỉ? Hình như mạng kém, toàn bị lên sau rồi. Con của lợ này nó bị bẩn ở đây nha, tặng cho các bạn nha. Nó bị bẩn là cái phần ria này bẩn mờ thôi nha. Ấm cực kỳ luôn, loại này mặc như không mặc cái gì luôn, nhẹ bỗng luôn. Cái này tặng nha các bạn nha, 8 cân nha. À không được 8 cân đâu, con này chỉ được 6-7 cân thôi. 5-6-7 ký mang vừa, quần này em tặng nha. Ai lấy con này chốt cho em mã tặng. Mã tặng. Ừ, nhím nhi chẳng được con nào luôn, từ nãy giờ chẳng được con nào. Trời ơi, cái con này xinh quá này. Không làm sao hết luôn nha, không lỗi lầm gì hết, mới cứng luôn nha các bạn nha. Con này sai cho bạn nào là tầm 14-15 kg mang vừa con này cho em. Ai lấy con này chốt cho em mã mèo. Mã mèo cho em nha. Mã mèo nha. Mã tặng 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 tặng. Tặng của bà Ngọc Linh nha. Bà Ngọc Linh này mạng khỏe đây. Tặng của Ngọc Linh. Mèo, mèo Ngọc Linh luôn, ngang Nguyễn lên sau này. Rồi em còn con vằn nữa này. Con hổ vằn nữa. Con này 10 cân nha. 10 cân quay đầu cho em, 8 đến 10 cân quay đầu mã vằn cho em. 8 đến 10 ký mang vừa mã vằn nha. Cái quần hồng cho bé này. Quần này là size cho bạn nào mà tầm 11 cân nha các bạn nhá. 11 cân quay đầu cho em, ai lấy cái này chốt mã 11 cho em. 11 cân quay đầu mã 11 ạ. Quần này size cho bạn nào cũng 11 ký quay đầu cho em, bạn nào lấy con này chốt cho em mã khỉ nhá. 11 ký quay đầu mã khỉ cho em, mã vằn của chị Châu Mai này, vằn của chị Châu Mai nha. Vằn của chị Châu Mai này, mã 11, 11 của chị của Mộc An, 11 của Mộc An này. 11 của Mộc An nha, chị Nga Nguyễn lên sau. Nga Nguyễn lên sau. Con khỉ đẹp đấy, con trai đấy, bà nào vừa thì chốt đi, không phí. Một cái áo cho bé này. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 16-17 cân nha các bạn nhá. 16-17 kg mang vừa con này cho em. Ai lấy con này chốt hổ cho em nha. 16-17 kg mang vừa mã hổ cho em. Mã khỉ nha. Khỉ, khỉ, khỉ. Khỉ có bùi hồng nha. Khỉ có bùi hồng lên đầu này. Cái bà họa gì này nhỉ? Bà nhím nhi này. Đấy, từ nãy giờ bà nhím nhi này toàn lên sau. 13 cân chị hết rồi. Chắc hết rồi em ơi. Giờ còn ít lắm, còn được một vài cái thôi. Quyền ơi, hết mất rồi, chắc hết rồi. Chết chết rồi, thấy mà không được cái nào à? Hai like thì cũng được cái nào luôn. Má này má gì nhỉ? Má khỉ của ai nhỉ? Bùi hồng. Bùi hồng nha. Hổ. Hổ của chị Toàn Phạm nha. Hổ của chị Toàn Phạm này. Một cái áo khoác cho bé này. Con này nó bị trẻ con nó ăn sữa, nó dây bẩn vào cái cổ nhá. Về các bạn phải giặt lại cho em, con này tặng cho các bạn này. Nó dây sữa ở đây nha, về giặt lại cho em. Con này size 11 cân quay đầu cho em. Cái này tặng, ai lấy cái này chốt cho em má khoác nha. 11 ký mang vừa má khoác cho em ạ. Má khoác cho em nha. Quần này chẳng sao hết nha. 6-7-8 kg mang vừa cái quần này cho em, không làm sao hết nha. Mới nguyên luôn, ai lấy cái này chốt cho em má mới ạ. Má mới cho em nha, má khoác tặng cho Mộc An này. Má khoác tặng cho Mộc An lên trước nha các bạn nha. Con này phối sơ à, cổ sơ mi nha các bạn nha. Cổ phối sơ à, con này là phối sơ mi chứ không phải cổ phối sơ mi. Con này chẳng sao cả luôn. Con này là size cho bạn nào mà tầm 16 cân quay đầu cho em má sơ mi. 16 ký quay đầu cho em má sơ mi cho em nha, má sơ mi. Cái quần này đẹp biết không bà nào vừa. Mới nguyên luôn này. Mới tinh luôn. Má mới nha.
Con này size cho bạn nào 18 kg mang vừa cho em. Ai lấy cái này chốt má lơ. 18 kg quay đầu má lơ cho em ạ. Má lơ nha. Má mới của chị, mới của chị gái quê nha. Không, chị em vừa vào xem được nút xong lại thoát ra, không xem được mấy nó không xuất được. Má mới của chị gái quê này. Má lơ của chị Châu Mai nha. Lơ chị Châu Mai lên trước, nhím đi xem sau. Nga Nguyễn lên sau. Trời ơi, sao em này nó mới như thế này. Quần này mới nguyên, chưa qua sử dụng nha các bà nha. Mà tại sao nó bị sứt ở bên dưới này, hay là người ta chưa có, người ta cách người ta chỉ có mặc một lần hai lần gì trong cái mẫu rất rất còn mới luôn. Nó bị sứt một tí thì một phân thôi nha, một phân ở dưới gấu này về các bạn mặn móc hai đường chỉ vào cho em là xong nha, rất là mới luôn, mới nguyên luôn. Quần này size 14-15 cân mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em má thỏ đen nha, má thỏ đen cho em ạ. À, má thỏ đen, má thỏ đen nha, đừng có đoán má thỏ trước. Con này chất đuổi này, áo size lớn nha các bạn, vải mát nha. Áo size lớn vải mát cho em. Con này size cho bé nào mà khoảng độ tầm 35 cân quay đầu nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em má đuổi nha. Má đuổi cho em. Thỏ đen của chị Nga Nguyễn lên trước này. Nga Nguyễn nha. Con này áo lì mỏng này, 22 cân quay đầu cho em. Ai lấy cái này chốt gấu nha. 22 ký quay đầu cho em má gấu ạ. Má gấu nha. Cái này không làm sao hết nha các bạn nhá. Rất mới luôn, mới cứng luôn. Size 22 24 ký mang vừa, đó là áo khoác lửng cho em, mới nguyên chưa các bạn nha. Ai lấy con này chốt cho em má túi ạ. Má túi cho em nha, má gấu này. Gấu là của chị Nguyễn Tâm nha. Gấu của Nguyễn Tâm này. Gấu của Nguyễn Tâm nha. Con này mới luôn nha. Cái mặt ở đằng trước này, cái mặt ở đằng trước này nó hơi bẩn xíu, về vò lại là được nha. Con này chất rất là đẹp luôn. 18-19 kg mang vừa cái này cho em. Ai lấy cái này chốt cho em má ren nha. 18-19 kg mang vừa má ren cho em. Má túi của chị Nguyễn Tâm lên trước, Nga Nguyễn lên sau nha. Quần họa tiết này, quần này là size cho bạn nào mà còn cái cạp, cái cạp cái của nó, mặt bên trong của nó, đây là mặt bên trong của nó bị sứt một tí ra thôi nha các bạn, chứ bên ngoài là mới nguyên không sao nha. Con này, con này là sứt đúng rồi. Con này tặng cho các bạn về chạy lại đúng là được nhé. Các bạn mang ra ngoài quán mà người ta chạy lại cái đường đúng là được này. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 15-16 kg mang vừa. Cái này em tặng nha. Ai lấy cái này chốt tặng cho em này. Má tặng cho em nha. Má ren của chị Nga Nguyễn này. Ren của chị Nga Nguyễn nha. Cái này em tặng. Tặng cho Mai Anna này. Cái này tặng. Quần này cho bạn nào mà tầm 12 kg quay đầu cho em, mà nào lấy con này nha, chốt cho em má xanh nha. 12 kg mang vừa má xanh cho em, con này em cũng tặng luôn nha các bạn nhá. Tại vì nó bị sứt này, các bạn nhìn thấy cái vết này không? Đó, nó bị sứt ra như thế đó, cái gì dính vào em không biết được. Không biết bị làm sao. Má xanh cho em này, má xanh cho em, tặng má xanh nha. Quần này không làm sao hết nha, mặc nhẹ bỗng luôn. Quần này size cho bạn nào mà tầm 8-9-10 cân mang vừa. Quần này cho em, ai lấy cái này chốt số 10 cho em nha. 8-9-10 cân mang vừa, má số 10 cho em, xanh cho Ngọc Nghi nha. Xanh Ngọc Nghi. Xanh tặng Ngọc Nghi này. Người thì một đống, người thì không được cái nào, khổ ghê thế này. Em bán hàng em không thấy sót lắm. Con này nha, con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 13 cân quay đầu, má hoa cho em.
13 cân quay đầu má hoa cho em nha. Má số 10 nha. Số 10 này, số 10 này của chị Nga Nguyễn này. Nga Nguyễn nha, tặng xanh em hết rồi nha chị ơi. Cái này là má hoa. Má hoa cho em ạ. À. Quần này không còn sao hết, mới nguyên luôn. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 8-9 kg mang vừa, ai lấy chốt cho em má bọ nha. 8-9 kg mang vừa má bọ cho em, má hoa của hàng Vũ này. Hoa của hàng Vũ. Má bọ cho Mộc An. Ờ đúng rồi. Em mạng em chậm đấy. Các bạn ấy toàn chơi 4G đấy, 4G nó mới nhanh. Mộc An này, mọ của Mộc An. Đây mấy con này lúc đầu lai đây này. Chỗ này nó không không ấy nữa thôi. Chỗ này lúc đầu lai đây này các bạn, còn thừa chỗ này đây lai lại cho các bạn luôn một lượt một quẹt nữa, lại toàn mới cứng luôn này. Mới nguyên chỗ này là không lỗi lầm gì hết nha các bạn nha. Chỗ này là em lai lúc đầu lai không lỗi lầm gì hết. Mới nguyên luôn, toàn bộ mới nguyên luôn. Con này 10 cân 11 cân mang vừa, ai lấy cái này chốt mã chuột cho em. 10 11 kg mang vừa mã chuột cho em, cũng bán 10.000 nha các bạn nhé, vẫn 10.000 đấy. Lại đừng có đăng ký 3G hết 50 giống như bà nào hôm trước đấy nha. Má bọ hết rồi, má chuột của hàng Vũ này. Bà gì hôm trước em vừa đăng ký 4G hết, đăng ký cái gói gì mà hết tận 50 vừa vào phép em hết sạch hàng luôn. Ví nha. Cái này nhá, size cho bạn nào mà tầm 11 12 cân đổ xuống mang 11 cân ạ. À. 11 cân đổ xuống mang vừa má hồng cho em. Ở bên ngoài nó là vằn vằn hồng như này này các bạn nhìn này đấy. Chắc trên này các bạn nhìn khó lắm. Má hồng cho em nha, má hồng. Con này là size cho bạn nào mà tầm 13 cân mang vừa cho em, má bi. 13 ký mang vừa má bi cho em ạ. À. Má bi nha. Má bi cho em ạ. À. Hồng của Yến TV này. Hay là bạn này chưa tương tác với em bao giờ ấy, thế là không biết. Má bi của Hằng Vũ. Tại vì thấy bạn này không chốt được luôn, toàn bị lên sau thôi. 6-7 cân mang vừa, 5-6-7 cân mang vừa mới nguyên chưa có mặc nha các bạn nhé. Nhẹ như không mặc cái gì luôn nha các bạn nhé. Ai lấy chốt hỏi cho em. Chốt hỏi cho em này. Con này size cho bạn nào là tầm 15, 16, 17 ký mang vừa dáng bomber cho em. Ai lấy con này chốt khỉ xanh nha. Má khỉ xanh cho em, má thỏ cho chị gái quê này. Mới nguyên chưa mặc luôn đấy. Má khỉ xanh cho em ạ. À. Sơ mi cho bé 13 cân mang vừa, à 12 cân ạ. À. 12 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt sơ mi cho em nha. Má sơ mi cho em, má thỏ xanh nha các bạn ơi. À má khỉ xanh chứ. Khỉ xanh của chị Nga Nguyễn nha, khỉ xanh của chị Nga Nguyễn. Khỉ xanh của chị Nga Nguyễn ạ. À. Con này là má sơ mi nha, sơ mi của chị Châu Mai này. Sơ mi của chị Châu Mai nha. Con này siêu đẹp luôn mà chẳng bà nào chốt này, 25 cân quay đầu cho em nha. 25 cân quay đầu, ai lấy con này nha, chốt cho em má khoác nha. 25 kg quay đầu má khoác cho em này. Con này là size cho bạn nào mà còn độ tầm 6-7-8 kg mang vừa á. Ai lấy cái này chốt má đốm cho em. 6-7-8 kg mang vừa má đốm cho em nha. Má xanh nha. Không phải má xanh nha, con đấy là má khỉ xanh nha chị ơi. Má khỉ xanh mà hàng Vũ ơi. Bạn có bạn nào comment má xanh không chuẩn nha. Má khỉ xanh, nghe chuẩn số kilo. À nghe chuẩn mã cho em nha các bạn nha. Nghe chuẩn mã nha. Con này má gì nhỉ? Má khoác nha. Má khoác đẹp đấy không ai vừa. Má đốm của chị gái quê. Đó của chị gái quê nha, khoác của chị dìu rùa nha. Khoác của chị dìu rùa này. Cái này này, hàng này em nói luôn đấy nha, là bán 10.000 đấy nha các bạn nha. Không phải sau đến lúc ấy, ví dụ như là không may ấy, nó về nó có một tí bẩn hay là xuất một tí chỉ gì ra hay là cái gì ấy, là các bạn tự sửa lại cho em nha. Tại có 10.000 cả một cái khoác như thế này nha. Không tránh tình trạng đến lúc các bà nào về về không may này có một tí lỗi hay cái gì ấy, sao các bạn lại kiện em có 10.000 có cũng kiện nhá. Tại vì quá rẻ rồi, bán rẻ các bạn đi mua đâu cái khoác như này. Đấy là không may thôi, còn lỗi thì em đã kiểm tra rồi nha các bạn nha. Không may thôi. Đấy, cái này của chị dịu rùa này.
Quần này cho bé trai 10 cân à 8 cân nha. 8 9 kg mang vừa quần này cho em. Ai lấy con này chốt số 8 cho em nha. 8 9 kg mang vừa mã số 8 cho em ạ. À. Con này size 18 kg mang vừa cho em. Ai lấy cái này chốt cho em mã sâu nha. 18 kg mang vừa mã sâu cho em nha. Mã sâu này. Con này 16 17 kg mang vừa form bomber. Ai lấy cái này chốt cho em mã lâu nha. 16 17 kg mang vừa con này cho em. Mà nào lấy con này chốt cho em mã lâu ạ. À. Mã số 8 cho Ngọc Hiền nha. Số 8 cho Ngọc Hiền này. Nguyễn Ngọc Hiền. Nguyễn Ngọc Hiền này. Mã sâu của chị Châu Mai nha. Sâu của chị Châu Mai. Sâu của chị Châu Mai này. Lâu của chị Nga Nguyễn nha. Lâu của chị Nga Nguyễn. Chị tươi hay cười mặn chậm đấy. Đúng rồi, chị có một cái thôi, mới được có một cái. Chị chắc chắn là hôm nay không thể không thể đủ đơn để đi rồi. Chị ngày mai lại phải đòi like kiện nem rồi. Tại vì giờ chị mới được có một cái 10.000 đi đơn sao. Tiền phí thì quá tội tiền ship. Cái này nhá, 14 15 cân mang vừa cho em mã 15. 14 15 kg mang vừa mã 15 cho em. Quần nhung này mỏng nhá, mặc một mặc mặc mỏng được nhá. À cái này là mỏng nhá, quần nhung mỏng ạ. Con này size cho bạn nào 14 15 kg mang vừa mã tím cho em. 14 15 kg mang vừa mã tím. Cả tối được một cái. Mã 15 của hàng Vũ nha. Mã 15 của hàng Vũ này. Mã 15 của hàng Vũ. Mã tím nha các bạn nha. Tím này hơi xinh đấy. Cái quần này mới nguyên nha. Mới 100% chưa qua sử dụng luôn này. Cái này size cho bạn nào 14 15 kg mang vừa. Bạn nào lấy con này chốt họa tiết cho em nha. 14 15 kg mang vừa mã họa tiết cho em. Ô thế sự rồi. Hết. Quần này thì em này ai lấy thì chốt đi này. Thôi còn mấy cái này em tặng cho các bạn hết này, đỡ phải ném vào cái bao kia. Ở đây còn con nữa đây. Họa tiết này. Họa tiết của chị Nga Nguyễn nha. Họa tiết của chị Nga Nguyễn này. Rồi tặng cho các bạn này. Quần này nhá, tặng này 14 15 kg mang vừa mã tặng cho em nha, mã tặng cho em này. Con này size cho bạn nào tầm 12 3 kg mang vừa tặng nha các bạn nha, tặng nha, bạn nào lấy con này chốt sọc cho em này. Chốt sọc còn mấy cái em tặng nó là hết nghỉ nha, không còn một cái gì luôn. Mã tặng. Không ai lấy à? Tặng cho Ngọc Linh nha. Tặng cho Ngọc Linh này. Con này là mã sọc cho em, mã sọc cho em này. Ngọc Linh được rồi nha, mã sọc cho Hằng Vũ này. Hằng Vũ này. Tặng cho Hằng Vũ này. Con này mới nguyên nha, không làm sao hết. Chất bao đẹp cho mọi người luôn, nó mới cứng luôn, chẳng sao cả. 14 kg quay đầu cho em, ai lấy cái này chốt mã 14. Đúng rồi, hết sạch rồi em ơi. Chị Lai chốt được tối rồi, hết kiện rồi. Không còn một con nào luôn. Thế là con lẻ có 3-4-5 con đây này. 6, à, chắc con lẻ còn tầm hơn chục con này. Tặng hết cho các bà luôn. Chẳng để ăn gì cả. Để cho chật nhà ra. Mã 14 tặng cho chị Nga Nguyễn nha. Mã 14 tặng cho chị Nga Nguyễn này. Con này sai cho bạn nào 16-17 kg mang vừa. Ai lấy cái này nha. Chốt số 1 cho em. Mã số 1 cho em nha. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 15 cân nha. 15 cân, 16 cân mang vừa. Ai lấy cái này chốt mã 15. Mã 15 cho em ạ. Mã số 1. Số 1. Số 1 là con nào? Số 1 ở đây. Rồi số 1 tặng cho chị Châu Mai nha. Mỗi người em sẽ tặng cho một con. Đúng rồi, mỗi người tặng một con. Hàng Vũ được rồi này. Rồi Ngọc Hiền tặng con này cho Ngọc Hiền. Ngọc Hiền chưa được một con nào nha. Ngọc Hiền này. Tặng mỗi người một con. Cái quần nha. Quần này cho bé này. Quần này size cho bạn nào tầm 14 cân nha. 14-15 kg mang vừa. Quần này cho em nha. Bạn nào lấy cái quần này chốt má quần cho em. 14-15 kg mang vừa má quần cho em ạ. Má quần nha. Quần này size cho bạn nào tầm 14 cân mang vừa cho em. Ai lấy cái này nha. Chốt cho em má kẻ. 14 kg mang vừa má kẻ cho em. Bạn nào mà được rồi là em sẽ ưu tiên cho bạn khác nha. Thế nào thế? Bà Ngọc Linh được rồi, bà Hằng Vũ được rồi.
Ngọc Hiền được rồi. Không phải là thích ai muốn đây nè, không ai không không ai thích nữa là sau để nhường này, kể cho Chibi nha, Yến Chibi này, kẻ Yến Chibi nha. Thôi quần này không ai lấy, không ai thích thì để cho Ngọc Linh này tiếp này, để cho Ngọc Linh nha. Con này em bảo này, nó chóc cái phần da này nữa nha, em chóc được một lửa rồi. Còn một lửa này về các bạn chóc tiếp cho em nha. Chóc da là nó sẽ đẹp nha các bạn nha. Nó bong hết cái lớp da ra, nó sẽ là để lại cái lớp màu xanh rêu như thế này này. Đấy, rất là đẹp luôn. Con này là dáng bơm bơ cho em, size con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 10 12 13 ký mang vừa con này cho em nha. Ai lấy cái này chốt cho em má đen. 12 13 ký mang vừa má đen cho em. Má đen nha. Quần này chẳng làm sao hết nha các bạn nha, chẳng làm sao hết luôn này. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 14 15 ký mang vừa quần này cho em nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má than. 14 15 ký mang vừa má than cho em, má đen tặng cho Nguyễn Tâm nha. Má đen tặng cho Nguyễn Tâm, về chắc cái da ra được em ạ. À. Giặt đi, giặt sạch sẽ đi là được. Cho con mặc ở nhà cho thoải mái. Tặng Nguyễn Tâm này, hết má tặng rồi. Con này má quần, má tờ quần này tặng cho bà. Quần này ai chưa được nhỉ? Yến. Rồi quần này tặng cho Du à, tặng cho chị Châu Mai được chưa nhỉ? Chẳng biết chị Châu Mai được chưa luôn. Tặng cho chị Châu Mai này. Mùi hồng à, 22 cân được không mùi hồng này. Tặng cho cái này này. Mùi hồng này. Mùi hồng tặng con này là heo á. Heo rồi chẳng còn con khỉ nào rồi đây này. Heo hết rồi đây này. Hết rồi đâu còn nó có 4 con đây này. Bây giờ biết tặng thế nào. Rồi em cứ tặng. À chị Châu Mai được rồi à. Thế thì thôi đây. Thôi đây tặng cho bà gì ấy nhỉ. Zubi Kute này. Zubi Kute nha. Bà Zubi Kute này. Cái này là chị gái quê này. Gái quê này, đấy mấy bà này là chưa chốt được thì em cứ tự tặng thôi nha. Gái quê này. Còn con này tận 30 cân thôi, con này tặng cho bà Đào Nguyên này. Bà Đào Nguyên bà chẳng xem đây đâu nhưng mà bà đi ra ngoài tặng cho bà, chắc thì mỗi size con này của bà vừa thôi. Rồi, một con cuối cùng. Ngọc Ninh được mấy con rồi? Hai con rồi. Còn con cuối cùng này bà toàn Nguyễn Quốc Vượng. Toàn Nguyễn hình như toàn rất con trai đúng không? Còn lấy cái này thì chị bỏ cho thôi, chứ còn hết sạch không còn một cái gì luôn này. Hết sạch không còn một cái gì luôn. Em cái hồng đuôi nhé, hồng đuôi nhé. À ừ, đúng rồi bà xâm được đấy, chưa được cái nào luôn. Ừ đúng rồi bà xâm. Ở đấy lại còn bà heo nữa, khổ thế chứ không còn được cái gì để tặng cho các chị nữa rồi. Thế này heo đúng không? Đây, bà heo này. Đây để xem còn con nào nó không, nhục quá chứ lại khác sạch sành sánh xanh rồi. Từ từ này tao một tí. À đây còn cái đơn của chị này em xả ra em bỏ ra em tặng cho các chị luôn này. Đây. Đây còn bà là chưa được là để tặng cái đơn của bà này đây này. 150.000 đây này. À 120.000 chứ. 120.000 đây em bỏ ra em tặng luôn cho các bà luôn này cho nó sướng này. Nhưng mà size to. Bà này toàn size to thôi. Ở đây bà xâm lược 35 cân đúng không? Lấy muốn lấy cái 35 cân đúng không? Em tặng cho cái này nhá. Xâm lược là 35 ký này. Tại vì cái áo đuổi kia cũng 35 cân mà. Hay là bà nào nhỉ? Thôi cái này 35 cân nha. Bà nào lấy thì ok này. Xâm lược này. Rồi. Con này là size cho bạn nào mà 25 cân nha các bạn nhá. 25 ký mang vừa này, bà nào lấy cái này chốt cho em mã sao nha. Thế thì thôi con 35 này bỏ qua. Thế con 35 này cho chị Dìu Rùa này. Đây này. Cho chị Dìu Rùa nha.
Đấy, dán mã ở đâu bây giờ lại lo tìm. Vừa dán xong phát lại quên mã đâu rồi không biết. À đây. Rồi con này tặng cho chị Dìu Rùa này. Sao cho toàn Phạm nha. Sao cho toàn Phạm này. Bà này bà ấy hứa hẹn em bao nhiêu ngày rồi. Một cái quần bò nha, phối da nha, siêu đẹp luôn cho các bà này. Mua đâu, đây là em tặng luôn cho các bà luôn này, đừng ngứa mắt này. Quần bò phối da cho em nha. Con này 22kg các bạn nha, 22-24kg mang vừa. Quần bò pha da nha các bạn nha. Đấy, tặng luôn cho các bà luôn này. Ai lấy con này chốt cho em má da nha. Má da cho em, quá đẹp luôn. Má da cho em. Đấy, bán được bà ấy 30.000 này. Bây giờ bỏ ra tặng cho các bà đấy. Má da cho em ạ. Má da nha. Đây, quần bò hiệu tiếp đây ạ. Đây, quần bò hiệu tiếp đây này, 30.000 đây, tặng lốt. Má da. Má da chị Nga Nguyễn được chưa nhỉ? Còn bà nào chưa được nhỉ? Bà Xâm Lực, bà Xâm Lực chưa được, tặng cái này cho bà Xâm Lực này. Bà Xâm Lực này. Rồi con này hàng hiệu tiếp này, con này size 22-25kg này. 22-25kg, con này có tông đơ ở bên trong, eo đâu thì zip đến đấy. Con này hàng hiệu cho em nha các bạn nha. Hàng hiệu luôn này, ai lấy cái này chốt cho em mã hiệu nha. Mã hiệu cho em này. Rồi ok, mã hiệu nha. Rồi hiệu này này, lại thì thương chính chưa được này. Rồi con này có thương chính này. Lập 25 cân mang vừa con led wing này cho em nha. 25kg mang vừa led wing này cho em. Mà nào lấy con này chốt má tím cho em. 25kg mang vừa má tím cho em nè. Cái quần thể thao cho bé này. Quần này cũng 25 cân quay đầu cho em. Mà nào lấy con này chốt cho em má xám nha. Má xám cho em này. Con này size cho bạn nào tầm 25kg 28kg này. 25-28kg mang vừa má tím cho em. Má tím tặng hết đấy. Bà nào thích chốt cái nào chốt. Giờ thì ai chốt thì được. Ai không chốt thì thôi. Má tím. Má tím, má tím, má tím. Má hiệu hết rồi, má tím. Tím cho bà Duy Cute nha. Cái tem cũ đâu để xé ra sao nhầm. Má tím mới mét rồi nha. Rồi ok, xám, xám của bà nào đây? Sáng này là quần thể thao mặc xuống hãng. Rồi quần thể thao này cho chị gái quê này. Rồi quần thể thao chị gái quê nha. À, cái này là của bà. Cái này có ai chưa được? Má tim. Má tim cho hàng Vũ này. Mai chị cắt lem em ơi. Còn nhưng mà đơn này mà xả rẻ rất chết luôn. Đơn váy đẹp long lanh. Bà nào chịu được nhiệt đơn váy này em xả lốt lên bán được mai, không thì mai chụp ảnh đẹp lắm. Chẳng biết mất đâu cái đơn váy đấy rồi nữa. Ô, chẳng biết mất đâu, bây giờ trong nhà nó mấy chục đơn chẳng nhìn thấy nó đâu cả các bà ơi. Thôi mai nha, để mai lại chụp ảnh cái đơn đấy vậy. Hết nha các bạn ơi, hết sạch sành xanh không còn một cái gì luôn nha. Cái đơn đấy bây giờ không chưa nhìn thấy ở chỗ nào. Tại vì trong nhà em bây giờ là hiện tại bây giờ là mấy chục đơn hàng rồi. Bây giờ em không tìm thấy. Bây giờ em sẽ nghỉ like nha các bạn nha. Bạn nào có đơn, tất cả các bạn nha, dù đơn mới hay đơn cũ có đơn nha, đều
Chưa nhìn thấy ở đâu cả. Đơn váy của bà này đẹp lắm. Bà này là cái bà gì ấy nhỉ? Xả chưa nhỉ? Chưa xả đúng rồi. Váy của bà này đẹp lắm. Không biết rồi. Toàn váy đẹp thôi bà. Mua toàn 80 nghìn một con đến đâu rồi. Váy như này không biết là chỗ nào. Bây giờ nó nhiều hàng quá, bây giờ không biết nó ở chỗ nào luôn rồi. Biết tìm thấy cơ. Thôi nghỉ đây các bà ơi, mai tìm thấy cái like, bây giờ không tìm thấy luôn, không biết ở vứt chỗ nào luôn. Giờ chưa nhìn thấy có chỗ nào luôn. Quan trọng là bây giờ không nhìn thấy, không nhìn thấy chỗ nào luôn, bây giờ chưa tìm thấy. Mà giờ thì không nhớ là vứt cái đơn đấy ở đâu nữa cơ. Đang ít người dễ chốt. Em đi 2 lần rồi đấy, chả nhìn thấy đâu, không biết là vứt chỗ nào rồi. Thôi cứ nghỉ đi các bạn ơi, mai xong ngày mai còn mai em lại like, mai em like cho hoặc là em sẽ chụp ảnh để đăng, chứ bây giờ là em không có tìm thấy ở chỗ nào, bây giờ không biết là vứt chỗ nào, tại vì nhà bây giờ quá nhiều hàng luôn các bạn ạ. Thế đâm ra là ai có đơn nha, là em sẽ chốt đơn và ngày mai sẽ đi hết cho em nha các bạn, dù ít dù nhiều đi hết cho em nha các bạn nha. Không thấy bây giờ, không thấy đâu em ơi, chưa thấy. Không biết ở chỗ nào bây giờ luôn. Hay là cái túi kia nhỉ? Thế như này. Họ không biết ở chỗ nào luôn. Đấy đâu, em không tìm thấy đâu, chẳng biết nó ở chỗ nào luôn rồi. Thôi mọi người ơi, nghỉ đi, không tìm thấy, không thấy chỗ nào luôn. Tại chứ bây giờ em cũng muốn bỏ tìm ra để bán để mai nữa phải chụp, nhưng mà bây giờ không thấy nó ở chỗ nào luôn, chẳng biết quẳng đâu mất cái đơn đấy luôn. Chẳng biết sáng hôm chiều lên ông chồng chất đơn ông ấy vứt ném đâu có cái đơn đấy rồi. Thôi em nghỉ nha các bạn nha. Nghỉ đi mọi người ơi, ai có đơn thì vào với tay inbox qua cho em để em chốt đơn cho mọi người cho nó dễ nha. Ngày mai em sẽ chốt đơn và đi đơn hết cho mọi người nha. Giờ 10 rưỡi rồi, nghỉ hôm nay được nghỉ sớm. Thôi em mai chị tìm ông chị chụp ảnh cho qua chụp ảnh đăng ở trên trang cá nhân, giờ không tìm thấy đâu luôn. Tại vì không biết là hôm nay bà đấy bà có chốt nghỉ nhung nghỉ nhức gì hay không, bây giờ không thấy luôn. Rồi nhá, bye bye mọi người, đây không tìm được nữa đâu. Không thấy luôn, chẳng biết mất ở chỗ nào luôn. Tải thế cái này không biết cái đơn đấy khoảng đâu mất. Rồi nha, ai có đơn thì mua qua cho em chốt đơn nha.